Hello anh em và xin chào anh em đã quay trở lại với Smart World và mình là Quân. Rồi, và trên bàn anh em đang nhìn thấy chúng ta có một siêu phẩm quốc dân. Chiếc máy in Canon LBP 2900. Đây là một mẫu máy in quốc dân thật sự trong tâm trí của anh em. Quốc dân bởi vì sao ạ? Bởi vì nó là một mẫu máy in ra đời từ rất lâu rồi. Có thể nói nó được sản xuất năm 2004 và năm nay là 2024, vậy là 20 năm. Media, em sinh năm bao nhiêu nhỉ? 2004. Vậy là nó sẽ có tuổi đời bằng Media mà đang quay cho anh em xem. Và thậm chí nó còn hơn tuổi đời của rất nhiều anh em đang xem video này cơ, đúng không? Và anh em cũng đã biết, nếu như một chiếc máy in nó có tuổi đời cao ấy, thì các linh phụ kiện mà hãng sản xuất ra nó sẽ dần ít đi. Và nó sẽ dần bị thay thế bởi các hãng bên thứ ba, người ta gọi là OEM đấy. Ok, và khi mà bên thứ ba sản xuất ra những cái linh phụ kiện cho nó, khi lắp vào đây nó sẽ bị biến chất, nó không còn đúng nghĩa là chiếc máy in Canon 2900, đúng là chiếc máy in quốc dân của anh em nữa. Tức là in nó sẽ mờ hơn này, rồi linh kiện phụ kiện nó sẽ bị giảm tuổi thọ đi các thứ, đúng không? Vậy nên hãng đang dần quyết định đổi sang một cái model mới, nó ngon hơn, nó đẹp hơn. Mà mình chưa kể nha, chiếc máy in Canon LBP 2900 này đang bị đẩy giá lên rất cao. Ví dụ ở Phúc Anh đang bán cực rẻ rồi, đã lên tới 5,4 triệu nếu mình nhớ không nhầm. Vậy thì với 5,4 triệu các bạn hoàn toàn có thể mua được những chiếc máy in đa chức năng, có in, có scan, có copy, có photo các thứ, đúng không? Ngoài ra thì nó còn có tính năng in đảo mặt cơ, chứ không gì một chiếc máy in đơn năng không có tính năng in đảo mặt như thế này. Vậy thì tại sao hãng Clear thì anh em biết rồi đúng không? Ok, tuy nhiên thì mình mới chỉ có thể thôi nhá. Còn mai mà hãng sản xuất ra tiếp thì mình cũng không đảm bảo được anh em nhá. Và chúng ta sẽ phải đi tìm một mẫu máy in thay thế nó. Ok, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một chiếc máy in thay thế cho Canon LBP 2900 trong phân khúc giá dưới 4 triệu đồng. Đây là Canon LBP 6030B, một dòng máy in mới trong series 6030. Như anh em cũng đã biết thì 6030 chúng ta sẽ có dòng thường, dòng V kép, tức là có wifi. Và năm nay chúng ta sẽ có thêm cả dòng 6030B nữa. Vậy thì với 6030B nó sẽ có những đặc tính gì nổi bật so với 6030 và 6030B kép? Đồng thời thì nó có thể thay thế được cho chiếc máy in 2900 này không? Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu video nha. Rồi, đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau đi phân tích một chút về mức giá của chiếc máy in Canon LBP 6030B này nha. Ở Phúc Anh đang bán chiếc máy in này với mức giá là 3,3 triệu. Nếu như các bạn mà đi so sánh ngược với 6030 và 6030B kép thì nó sẽ đắt hơn 6030 đâu đó khoảng 300.000 đến 500.000. Còn nó sẽ rẻ hơn 6030B kép đâu đó khoảng 200.000. Còn nếu như các bạn đi so sánh ngược với cả Canon LBP 2900 thì nó sẽ rẻ hơn lên tới hơn 2 triệu đồng cơ. Một cái con số cũng khá là lớn đúng không? Vậy thì nó có gì khác biệt so với phiên bản tiền nhiệm và so với Canon LBP 2900? Chúng ta tiếp tục nha. Về phụ kiện thì mình cũng đã bóc hết ra đây rồi. Chúng ta sẽ có một cái dây nguồn, một cái phía bảo hành hãng của Lê Bảo Minh, một cái đĩa driver, nó sẽ support cho anh em cả Windows, cả Mac OS. Đó, lợi thế hơn khá là nhiều so với cả LBP 2900. Rồi nó sẽ sử dụng chung hết driver của LBP 6030, 6030B và 6030B kép anh em nha. Sách hướng dẫn sử dụng này và một cái sợi cáp USB Type-B dài khoảng 1,5m. Hết rồi anh em ạ. Đầu tiên thì về mặt thiết kế, nó có gì khác so với phiên bản tiền nhiệm là 6030 và 6030V kép không? Thì mình xin trả lời anh em là nó không có gì khác biệt cả. Ngoại hình vẫn rất nhỏ gọn, cực kỳ đẹp, mình thấy nó đẹp. Rồi chúng ta sẽ có một chiếc máy in đơn năng, không có cái tính năng gì quá đặc biệt cả. Kết nối với cả máy tính thông qua cáp USB Type-B, không qua wifi nếu như không có cái hộp nối với kép. Rồi và chiếc máy in này sẽ có màu đen thay vì màu trắng như trên phiên bản 6030 và 6030V kép. Đặc biệt anh em để ý cho mình cái cắt trích. Tuy nó vẫn sử dụng chung cái cắt trích là 325, nhưng cắt trích trên con 6030B này nó sẽ cho anh em full mực khi anh em mua mới. Điều này nghĩa là gì ạ? Bình thường ra nếu như anh em mua một chiếc máy in mới thì cái lượng mực trong cắt trích này nó sẽ chỉ được đâu đó khoảng 60-70% là tối đa thôi. Thì chiếc Canon LBP 6030 này sẽ cho anh em mắc lượng mực luôn. Nó có thể in được 1.600 trang anh em mới phải đổ mực. Ok chị ạ? Một sự khác biệt hoàn toàn anh em nha. Rồi còn so với phiên bản Canon LBP 2900 thì sao? Chúng ta sẽ có một mẫu máy in nó nhỏ gọn hơn, nó đẹp hơn chứ. Anh em có thể nhìn được trực tiếp đây. Cân nặng của nó thì đâu đó khoảng 5kg thôi, cực kỳ dễ dàng bê và di chuyển. Kể cả các bạn không bê, các bạn để cho chị em bê vẫn hoàn toàn bình thường, vì nó có 5kg thôi mà, đúng không? Các bạn có thể để trên nhiều vị trí khác nhau, nó không chiếm nhiều diện tích của các bạn.
Rồi chúng ta sẽ có một mẫu máy in đơn năng y chang như LPP2900, kết nối qua cổng USB Type-B không khác gì cả. Không có scan, không có photo, không có copy, cũng không có đảo mặt. Và nó cũng không có cái tính năng gì quá đặc biệt. Vậy nên hai chiếc máy in này khá là tương đồng nhau nha. Tuy nhiên thì LPP2900 sẽ support cho anh em 3 khay giấy. Trong đó sẽ có 2 khay giấy vào, 1 khay giấy tay và 1 khay giấy da. Còn LPP6030B nó chỉ support cho anh em 2 khay giấy, đó là 1 khay giấy vào và 1 khay giấy da mà thôi. Ok, chúng ta sẽ có tốc độ in của LPP6030B sẽ nhanh hơn khá là nhiều so với 2900. Tốc độ của em 6030B lên tới 18 trang trên 1 phút. Đặc biệt nó sử dụng công nghệ là on-demand fixing. Vậy nên nó sẽ cho anh em cái thời gian in khi mà anh em ngủ đến cái thời gian anh em khởi động lên ấy, nó chỉ chưa đến 1 giây, cực kỳ nhanh. Vậy nên nó sẽ tiết kiệm tiền, tiết kiệm điện và tiết kiệm thời gian cho anh em. Còn chiếc máy in Canon 2900 thì sẽ không được như thế. Thôi, đồ cổ để mà chấp nhận thôi đúng không anh em? Ngoài ra thì bộ nhớ đệm trên chiếc máy in 6030B này nó cũng sẽ cao hơn, lên tới 32MB thay vì chỉ có 2MB và 8MB trên chiếc máy in Canon LPP2900. Vậy nên nó sẽ in được những cái tài liệu nặng và phức tạp hơn so với chiếc máy in Canon LPP2900 anh em nha. Tuy nhiên thì cái gì nó cũng có điểm lợi và có điểm hại đúng không? Chúng ta sẽ có một chiếc máy in Canon LPP2900 chạy cắt trích là 303 thay vì 325. Cắt trích 303 thì anh em thấy nó quá nổi tiếng rồi. Nó có thể chứa lên tới 2.000 trang cơ, chứ không hẳn chỉ là 1.600 trang như trên LPP6030B đúng không ạ? Độ phân giải in thì sao? Độ phân giải in trên hai chiếc mẫu máy in này thì đều cho anh em độ phân giải là cơ bản 600 x 600 dpi. Hoặc là anh em còn scale lên khoảng 2400 x 600 dpi. Khi anh em in thì cực kỳ sắc nét, không có gì khác biệt cả. Nó cũng sẽ support cho anh em khổ giấy giống nhau. Ví dụ như khổ giấy A4, A5 hoặc là B5. Cả hai màu in này đều ok nha. Tóm kết lại thì liệu rằng 6030B có phải là một sản phẩm thay thế cho Canon LPP2900 hay không? Cái điều này thì mình không rõ và mình cũng chưa biết được. Có thể mai hãng tự nhiên lại sản xuất ra một lô mới LPP2900 chẳng hạn. Cái này thì mình cũng không đảm bảo được cho anh em nha. Tuy nhiên thì với mức giá dưới 4 triệu đồng thì mình thấy chiếc máy in Canon LPP6030B này là một sự lựa chọn cực kỳ tuyệt vời dành cho gia đình, dành cho cá nhân, dành cho các bạn học sinh sinh viên hoặc là một công ty không quá lớn cần in với số lượng bản in trên một tháng đâu đó khoảng 5.000, tức là anh em chia ra đâu đó khoảng 2.000 trang trên một ngày ấy. Anh em 200 trang trên một ngày ấy, nó quá là ok trên chiếc máy in này. Mức giá lại cực kỳ hợp lý. Anh em thay mực, thay phụ kiện các thứ thì nó cũng khá là đơn giản đúng không? Vì nó vẫn sử dụng cái cắt trích phổ thông mà. Ok. Anh em thấy sao về chiếc máy in Canon LPP6030B này? Anh em hãy để lại ý kiến dưới phần comment. Giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em. Anh em thấy video hữu ích đừng quên like, share, subscribe, nhấn chuông ủng hộ mình nhé. Giờ thì bye bye.